7 bài học cuộc sống đắt giá với người trẻ mãi đến năm 40 tuổi cựu cố vấn Apple mới nghiệm ra. Guy Kawasaki, người giúp Apple trở thành hiện tượng mà bất kỳ ai cũng mơ ước. Sau đây là 7 điều ông rút ra từ cuộc đời mình chia sẻ trong các buổi diễn thuyết tốt nghiệp tại các trường đại học Mỹ. 1. Mọi việc không bao giờ tốt hoặc xấu như chúng có vẻ thế. Khi tôi làm việc ở Apple từ 1983 tới 1987, công ty đã trải qua những thăng trầm, thăng kỳ diệu và trầm thảm thương. Dow Macintosh là một nốt thăng. Lần giãn thợ đầu tiên của Apple sau đó vài năm là một nốt trầm. Nhưng tôi nhận ra rằng khi mọi việc có vẻ tuyệt vời, vẫn có rất nhiều vấn đề mà mọi người chọn cách phớt lờ. Rồi tôi nhận thấy trong suốt những ngày đen tối, mọi việc cũng không tệ đến mức đó. Vẫn có hàng nghìn khách hàng mua Macintosh, những người phát triển khá hạnh phúc và hầu hết nhân viên đều không bị ảnh hưởng bởi chuyện giãn thợ. Một số nhân viên thậm chí còn nghĩ giãn thợ là một cách tốt để dọn nhà. Vì thế, tôi đã học được cách kiềm chế sự lạc quan cũng như bi quan vào lúc tuổi già. 2. Nếu bạn nghĩ ai đó là một người khiếm nhã, thì tất cả những người khác cũng nghĩ như thế. Khi tôi gặp ai đó mà tôi không thích, tôi tự hỏi đó là do lỗi của tôi hay của người đó. Có thể tôi đã hiểu sai cô ta, còn người khác thì ngưỡng mộ và tôn trọng cô ta. Sau khi điều tra, tôi đã hình thành nên nguyên tắc thông tin hoàn hảo về người khiếm nhã, nghĩa là nếu bạn nghĩ ai đó là người khiếm nhã, nhiều khả năng tất cả những người khác cũng nghĩ như vậy. Hiếm khi có sự bất đồng về người khiếm nhã, tuy nhiên, điều tương tự không đúng với những người tốt. Nếu bạn nghĩ ai đó là người tốt, bạn không nên mặc định rằng tất cả những người khác cũng nghĩ như vậy. 3. Cuộc sống quá ngắn để đối phó với những người khiếm nhã. Tiếp tục về những kẻ khiếm nhã, giờ tôi đã 51 tuổi, đã sống quá nửa đời người. Ở cái tuổi này, tôi không còn đủ thời gian để thích nghi với những người khiếm nhã, thành thật mà nói, còn không đủ thời gian để quan tâm tới những người tôi yêu quý. Tại sao phải lãng phí thời gian với những người bạn không thích? Vì thế, dù khách hàng, đối tác hay đại lý của bạn có tuyệt vời đến đâu chăng nữa, cũng đừng cho người đó một phần cuộc sống của bạn. Những người khiếm nhã không chỉ làm lãng phí thời gian của bạn, họ còn làm hỏng tâm hồn bạn với quãng thời gian bạn dành cho những người mà mình thích. 4. Doanh nhân luôn giao hàng chậm một năm và trong bản dự báo bảo thủ của họ kết quả thường cao gấp 10 lần. Tôi đã từng làm việc với những doanh nhân chưa có nhiều kinh nghiệm và với những doanh nhân có những thành tích tuyệt vời ở các công ty tên tuổi. Kinh nghiệm, tuổi tác, giới tính và trình độ học vấn chẳng có gì quan trọng. Doanh nhân thường giao hàng chậm một năm và kết quả tài chính của họ thường thấp hơn 90% so với dự báo bảo thủ của họ. Điều này không hẳn đã là tệ, thậm chí có lẽ còn cần thiết đối với doanh nhân để họ biết họ vớ vẩn thế nào, nhưng đó lại là cách vận hành của công việc. 5. Đánh giá người khác bằng ý định của họ và đánh giá bản thân bằng kết quả. Nếu bạn muốn được yên bình trong thế giới này, bạn nên làm như sau. Khi bạn đánh giá người khác, hãy nhìn vào điều họ dự định làm. Khi đánh giá bản thân, hãy xem điều bạn thực sự đạt được. Thái độ này giúp bạn giữ được sự khiêm nhường. Ngược lại, nếu bạn đánh giá người khác bằng kết quả của họ, thường thiếu hụt, và đánh giá bản thân bằng ý định, thường được xem là kiêu ngạo, thì bạn sẽ được xem là người nhỏ nhen, xấu tính và hay cáu giận. 6. Bạn không cần phải trả lời mọi email. Tôi luôn có cảm giác thôi thúc phải trả lời mọi email. Đôi lúc, đơn giản là tôi không thể trả lời email được trong hàng tuần liền và tôi cảm thấy như phát điên. Tuy nhiên, có đôi ba lần tôi làm mất hết những lá thư được gửi đến vì tôi sao chép nhầm tập dữ liệu, vì dữ liệu bị lỗi hay máy tính bị hỏng hoàn toàn, và tôi thấy rất sợ trước viễn cảnh hàng trăm người sẽ không nhận được phản hồi của mình và họ sẽ nổi giận. Có thể họ sẽ nghĩ, Huy cho rằng anh ta đã là người nổi tiếng, quan trọng nên không còn cần phải trả lời email nữa. Trong nhiều tuần, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bức thư cuồng nộ. Nhưng bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Chẳng có gì cả. Không có một bức thư chửi rủa nào. Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn thấy bị thôi thúc với việc phải trả lời email. 7. Đừng yêu cầu người khác làm điều bạn sẽ không làm. Đây là bài kiểm tra cuối cùng đối với mọi cuộc xúc tiến thương mại, chiến dịch marketing, thiết kế kỹ thuật và chỉ đạo nhân viên. Trên thực tế, nó cũng có sức mạnh như nguyên tắc vàng. Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn người khác đối xử với mình, hay người nào có tiền, người ấy có quyền. Nếu bạn không muốn làm việc gì, đừng yêu cầu người khác làm điều đó. Thông thường, mỗi năm tôi nhận được một nhận thức muộn màn. Tôi cho rằng đó là một tỷ lệ khá tốt.
Đây là nhận thức muộn màng quan trọng nhất dành cho bạn. Gia đình đem lại cho tôi niềm vui lớn hơn tất cả. Tôi không nhận ra điều này khi còn trẻ. Khi đó, tôi cứ nghĩ rằng kiếm tiền, mua xe, có được quyền năng và danh tiếng, dù rằng không phải tôi đã có tất cả những điều này, mới là mục tiêu của đời mình. Nhưng bây giờ hàng ngày tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì đã có một người vợ và 4 đứa con. Theo Thảo Nguyên, trí thức trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.